Wow, ra mắt Forerunner Raptor X Special Edition tại Malaysia. Mời các bạn theo dõi video clip. Let's go! Forerunner Raptor X Special Edition vừa mới được ra mắt tại thị trường Malaysia với những nâng cấp chủ yếu về mặt thiết kế và bổ sung một vài trang bị tiện ích so với Ranger Raptor phiên bản tiêu chuẩn hiện tại. Điểm khác biệt lớn nhất về mặt ngoại hình nằm ở lớp sơn đỏ True Red cùng bộ Decan X Special Edition ở phần đuôi xe. Ngoài ra, xe vẫn giữ được nguyên bộ mâm 17 inch và mặt ga lăng trên phiên bản tiêu chuẩn. Về mặt nội thất, Ranger Raptor X Special Edition tạo nên sự khác biệt với bộ mâm. Bộ thảm được theo dòng chữ Raptor X. Phiên bản này sẽ được trang bị thêm hệ thống camera 360 và cụm camera hành trình trước sau do Kenwood cung cấp. Ngoài ra, X Special Edition vẫn nhận được trang bị an toàn tiêu chuẩn như trên phiên bản Ranger Raptor mới nhất, bao gồm phanh khẩn cấp tự động AEB, đèn pha LED với gương cầu hình vuông và cảm biến đổ xe phía trước. Ranger Raptor X vẫn sẽ giữ nguyên khối động cơ bi-turbo 2.0 lít cho công suất 197 mã lực và mô men xoắn cực đại 500 Nm như trên phiên bản tiêu chuẩn, cùng với đó là hộp số tự động 10 cấp. Hiện tại, Ranger Raptor X Special Edition tại Malaysia có giá bán là 216.888 ringgit, tương đương với 1.232.000 đồng tại thị trường Việt Nam. Hy vọng sắp tới Ford Việt Nam sẽ công bố Ranger Raptor X Special Edition này tại thị trường Việt Nam. Các bạn theo dõi video clip thấy thế nào, có thú vị với phiên bản này hay không? Vui lòng comment, like, subscribe kênh để mình có động lực làm thêm những video hấp dẫn hơn phục vụ anh em và quý khán giả. Hẹn các bạn video clip lần sau. Anh em có nhu cầu về dòng xe này vui lòng liên hệ 0915 116 831. Xin cảm ơn cả nhà.